Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều như sự biến hóa, thì các thứ được biến hóa đều không có xác thật, cũng không có thọ tưởng hành thức thật, các sự biến hóa đều không có nhãn xứ thật, cũng không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thật, các sự biến hóa đều không có sắc xứ thật, cũng không có thanh hương vị xúc pháp xứ thật, các sự biến hóa đều không có nhãn giới thật, cũng không có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới thật, các sự biến hóa đều không có sắc giới thật, cũng không có thanh hương vị xúc pháp giới thật, các sự biến hóa đều không có nhãn thức giới thật, cũng không có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới thật, các sự biến hóa đều không có nhãn xúc thật, cũng không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc thật, các sự biến hóa đều không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thật, cũng không có các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra thật, các sự biến hóa đều không có địa giới thật, cũng không có thủy hỏa phong không thức giới thật, các sự biến hóa đều không có nhân duyên thật, cũng không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thật, các sự biến hóa đều không có các pháp từ duyên sanh ra thật, các sự biến hóa đều không có vô minh thật, cũng không có hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não thật, các sự biến hóa đều không có pháp thế gian thật, cũng không có pháp xuất thế gian thật, các sự biến hóa đều không có pháp hữu lậu thật, cũng không có pháp vô lậu thật, các sự biến hóa đều không có pháp hữu vi thật, cũng không có pháp vô vi thật, các sự biến hóa đều không có pháp tạp nhiễm thật, cũng không có pháp thanh tịnh thật, các sự biến hóa đều không có luân hồi sanh tử trong năm đường thật, cũng không có giải thoát sanh tử trong năm đường thật. Tại sao Đại Bồ Tát đối với các hữu tình có việc làm của bậc thắng sĩ? Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao, Đại Bồ Tát khi xưa hành đạo Bồ Tát, có thấy hữu tình có thể thoát các đường địa ngục bàng sanh quỷ giới trời người chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Các Đại Bồ Tát khi xưa hành đạo Bồ Tát, chẳng thấy có hữu tình có thể thoát ba cõi. Vì sao? Này thiện hiện, vì các Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp biết thấy thông đạt đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng phải thật có. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp biết thấy thông đạt đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng phải thật có, thì Đại Bồ Tát vì việc gì mà tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa? Vì việc gì mà tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Vì việc gì mà tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Vì việc gì mà tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện? Vì việc gì mà tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Vì việc gì mà tu hành tất cả pháp môn đản na ni, tất cả pháp môn tam ma địa? Vì việc gì mà tu hành bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệt tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân? Vì việc gì mà tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông? Vì việc gì mà tu hành mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xà, 18 pháp Phật bất cộng? Vì việc gì mà tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Vì việc gì mà tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Vì việc gì mà tu hành tất cả hạnh đại Bồ Tát? Vì việc gì mà tu hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật? Vì việc gì mà nghiêm tịnh cõi Phật? Vì việc gì mà thành thục hữu tình? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu các hữu tình đối với tất cả pháp có thể tự biết rõ đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng phải thật có, thì Đại Bồ Tát chẳng nên trải qua vô số kiếp vì các hữu tình hành đạo Bồ Tát. Vì các hữu tình đối với tất cả pháp chẳng có thể tự biết đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng phải thật có, cho nên Đại Bồ Tát trải qua vô số kiếp vì các hữu tình hành đạo Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp chẳng biết như thật đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng phải thật có,
thì chẳng nên trải qua vô số kiếp vì các hữu tình tu hạnh Bồ Tát. Nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, vì Đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp rõ biết như thật, đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng phải thật có, nên trải qua vô số kiếp vì các hữu tình, tu hạnh Bồ Tát, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả Pháp như mộng, như huyễn, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng nắng, như sự biến hóa, như ảo thành, thì hữu tình được biến hóa trụ tại chỗ nào để các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cứu vớt khiến giải thoát? Phật dạy, này thiện hiện, hữu tình được biến hóa trụ tại danh tướng hư vọng phân biệt, các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, từ chỗ danh tướng hư vọng phân biệt ấy, cứu vớt khiến giải thoát. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, cái gì gọi là danh, cái gì gọi là tướng? Phật dạy, này thiện hiện, danh đều là khách, đều là giả lập, đều thuộc về đặt bày, gọi đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, đây là sắc xứ, đây là thanh hương vị xúc pháp xứ, đây là nhãn giới, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, đây là sắc giới, đây là thanh hương vị xúc pháp giới, đây là nhãn thức giới, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, đây là nam, đây là nữ, đây là tiểu, đây là đại, đây là địa ngục, đây là bàng sanh, đây là quỷ giới, đây là người, đây là trời, đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, đây là quả dự lưu, đây là quả nhất lai bất hoàn a la hán, đây là quả vị độc giác, đây là tất cả hạnh đại bồ tát, đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đây là phàm phu, đây là thanh văn, đây là độc giác, đây là bồ tát, đây là như lai. Này thiện hiện, tất cả danh xưng như thế đều là giả lập, vì làm rõ các nghĩa đặt bày các danh xưng, cho nên tất cả danh xưng đều chẳng phải thật có. Các pháp hữu vi cũng chỉ có danh, do đó vô vi cũng chẳng phải thật có. Phàm phu ngu si ở trong vọng chấp, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phương tiện thiện xảo giáo hóa khiến xa lìa, nói thế này: danh là phân biệt do vọng tưởng sanh khởi, cũng là các duyên hòa hợp giả lập. Các ngươi chẳng nên chấp trước chúng, danh không thật có, tự tánh đều không, chẳng phải người có trí chấp trước pháp không. Này thiện hiện, như thế Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phương tiện thiện xảo vì các hữu tình thuyết pháp lìa danh. Này thiện hiện, đó gọi là danh, còn cái gì gọi là tướng? Này thiện hiện, tướng có hai thứ mà phàm phu ngu si chấp trước. Những gì là hai? Một là sắc tướng, hai là vô sắc tướng. Thế nào là sắc tướng? Này thiện hiện, các sắc hiện có hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc thô, hoặc tế, hoặc liệt, hoặc thắng, hoặc viễn, hoặc cận. Trong các pháp không ở sát na này, phàm phu ngu si phân biệt chấp trước gọi là sắc tướng. Thế nào là vô sắc tướng? Này thiện hiện, đó là trong các pháp vô sắc hiện có, phàm phu ngu si thủ tướng phân biệt, sanh các phiền não, đó gọi là vô sắc tướng. Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phương tiện thiện xảo giáo hóa các hữu tình, xa lìa hai tướng, lại giáo hóa an trụ trong cảnh giới vô tướng. Tuy giáo hóa an trụ trong cảnh giới vô tướng, nhưng chẳng khiến họ rơi vào chấp nhị biên, gọi đây là tướng, đây là vô tướng. Này thiện hiện, như thế Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phương tiện thiện xảo khiến các hữu tình xa lìa các tướng, an trụ cảnh giới vô tướng nhưng chẳng chấp trước. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp chỉ có danh tướng, những danh tướng ấy đều là giả lập phân biệt sanh khởi, chẳng phải thật có tánh, thì tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với các thiện pháp có thể tự tăng tiến, cũng có thể khiến người khác tăng tiến, thiện pháp